Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Hoàng Tiền Retest. Đúng là biết mình đang ở đâu. Hiện tại mình đang ở thế giới di động, không nhìn là biết rồi. Thằng này hỏi xàm quá. Ok, thì hôm nay cuối tháng 8 rồi các bạn ơi. Thì không biết tình hình là các bạn coi clip của mình đến đâu rồi. Mà hôm nay cuối tháng 8 mình sẽ đến thế giới di động để cập nhật giá từng dòng sản phẩm một cho các bạn nha. Thì dòng sản phẩm đầu tiên mình muốn cập nhật đến với các bạn đó chính là dòng sản phẩm đến từ thương hiệu Realme. Thì nói chung thì cuối tuần vừa rồi dòng sản phẩm Realme này cũng không có giảm nhiều nha các bạn. Và bây giờ thì cũng vậy thôi, có chỉ một hai dòng sản phẩm giảm thôi. Mong rằng tháng 9 tới thì Realme sẽ giảm giá rất là nhiều cho các bạn nha. Ok, bắt đầu. Tại mình đang có mặt tại thế giới di động địa chỉ là 108 đường Lê Văn Khương, phố 1, quận Thang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Ở đây thì dòng sản phẩm Realme có rất là nhiều để các bạn lựa chọn đầy đủ các phân khúc giá luôn. Và đặc biệt là có rất là nhiều dòng sản phẩm anh em quan tâm đến từ các tên tuổi như là Realme 5i và Realme C3. Rất là nhiều anh em kênh mình hỏi giá của mình hai con này. Hôm nay mình sẽ đến đây để mình cập nhật giá Realme tháng 8 cho anh em nha. Đầu tiên là con Realme C11 với giá là 2.690.000. Con này thì hiện tại không có hỗ trợ trả góp 0% cũng như là không có chương trình giảm giá nha các bạn. Các bạn muốn biết thông số kỹ thuật, chương trình trả góp cũng như là chương trình khuyến mãi của dòng sản phẩm nào thì cứ coi trên bảng giá nha, mình có quay bảng giá cho các bạn coi đó. Realme C11 thiết kế với hình camera hình vuông. Và đây là dòng sản phẩm điện thoại giá rẻ anh em quan tâm đây, Realme C3, giá là 2.990.000. Con này thì cũng không có hỗ trợ trả góp 0% và không có chạy chương trình giảm giá luôn nha các bạn. Phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Realme thì cuối tháng 8 này mình thấy rất là ít sản phẩm giảm giá nha các bạn. Mong rằng như lời mình nói lúc đầu là tháng 9 nó sẽ giảm giá thật là nhiều để cho anh em tham khảo. Realme 5i giá là 3.290.000, hỗ trợ trả góp 0% với Home Credit. Con này thì hiện tại có hai phiên bản nha các bạn. Mình đang giới thiệu các bạn đó là phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Thì có một số anh em hỏi mình dòng Realme còn Realme 3 Pro hay không. Thì hiện tại thì Thế Giới Di Động đã ngừng kinh doanh hai dòng đó rồi nha anh em. Anh em hãy tham khảo dòng C3, C11 và Realme 5i cũng khá là mạnh. Tiếp theo là con Realme 6i giá là 4.990.000, hỗ trợ trả góp 0% với Home Credit. Mình đang trông đợi Realme 6S ra, mình chưa thấy, mới có 6 Pro, 6, 6i thôi, còn 6S nữa nha các bạn. Tiếp theo là con Realme 6 nè các bạn ơi. Realme 6 giá là 5.990.000, hỗ trợ trả góp 0% với Home Credit. Rất là đẹp. Với một con chip khá là mạnh kèm một cái màn hình rất là lớn, thỏa sức chơi game và xem phim. Realme 6 Pro giá là 7.990.000, hỗ trợ trả góp 0% với Home Credit. Các bạn có thể coi về thông tin trả góp ở trên bảng giá, thông số kỹ thuật của máy cũng như là chương trình khuyến mãi nha. Realme 6 Pro với mặt lưng hình tia chớp rất là đẹp, đây là điểm ấn tượng nhất trên con Realme 6 Pro này. Tiếp theo thì trên tủ trưng bày sẽ có con Realme 5i giá là 3.690.000, hỗ trợ trả góp 0% với ngân hàng Home Credit, phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ 64GB. Và cuối cùng là em Realme C3 giá là 3.590.000, giảm ngay 200.000, công hỗ trợ trả góp 0% cho phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ 64GB. Cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Mình vừa đến Thế Giới Di Động địa chỉ là 108 đường Lê Văn Khương, phố 1, phường Thang, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh để cập nhật giá dòng sản phẩm điện thoại Realme cuối tháng 8 cho các bạn nha.
Nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên subscribe, đăng ký kênh, like và share thật là nhiều để ủng hộ cho Hoàng Tiền Retail. Cảm ơn và tạm biệt các bạn.